Hòa xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hòa tự giới thiệu, đây chính là cánh đồng quê của Hòa mọi người ạ. Thì mọi người đang nhìn thấy đằng sau lưng của Hòa ấy, nó có đồi, có núi. Hiện tại bây giờ người ta mới gặt lúa xong ấy, cho nên cái cảnh quan đây cực kỳ là đẹp và dễ chịu. Quê của Hòa ấy, thì hôm nay nó vừa mưa một trận cực kỳ là to mọi người ạ. Mưa thì cũng được một lúc lâu rồi, thì hiện tại bây giờ nó đã tạnh. Nó tạnh được một lúc rồi thì bây giờ mình cảm thấy trời nó có ánh nắng rất là đẹp. Nó đẹp cho nên là hôm nay mình cũng ra đây để review cho các bạn thấy được rằng là mình đang đứng ở giữa một cái khung trời, một bên là nắng gay gắt, một bên thì lại đổ mưa và nó có cái cầu vồng. Thì bây giờ Hòa sẽ quay cho mọi người cùng thấy nhé. Đấy, phía sau lưng của Hòa đây đó chính là những cái ánh nắng nó vẫn còn chiếu rất là le lói mọi người ơi. Đấy, các bạn thấy không? Thấy rõ không? Đấy, cực kỳ là nắng. Nhưng bây giờ Hòa sẽ quay thêm một vòng nữa đây, thì mọi người cũng nhìn thấy. Đó, cảnh nó rất là khác biệt đúng không ạ? Đây nó chính là có cầu vồng mọi người ạ. Thì cái phía mà có cầu vồng này ấy, đây mọi người mới có nhìn thấy cầu vồng không? À, đằng sau lưng này. Đây. Đây cầu vồng, đây chính là chân cầu vồng. Cái cậu đây 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 đây. Đấy. À, đây 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 đây, cầu vồng đây mọi người. Mọi người nhìn đúng vào cái tay của Hòa đây nhá. Đó. Thì cái cầu vồng này nó xuất hiện ở bên phía Hà Nội mọi người ạ. Thì là ở bên đó thì mình đang nhìn thấy là trời rất là âm u. Nó có nhiều mây và nó sinh ra cái khối cầu vồng này để nhằm mục đích là để ngăn mưa đó mọi người. Thì cái màu cầu vồng theo mình được hiểu ấy, đó chính là khi mà nó có mưa to và là nó có tạo ra những cái sương mù tung lên trời ấy, thì khi đó cộng với cái ánh nắng mặt trời này chiếu vào thì nó sẽ tạo ra cái hình cầu vồng. Cái hình cầu vồng này không biết là vào trong máy quay nó có nhìn thấy đẹp không, nhưng mà đối với mình nhìn thì ở bên ngoài thì mọi người nhìn thấy đấy, rất là đẹp. Thì hôm nay mình cũng không bỏ lỡ cái cơ hội mà nó có cái cầu vồng đẹp như thế này, thì mình cũng quay lại cho mọi người cùng xem. Đây, mình cái cầu vồng này thì nó, đây mình sẽ quay cái chân cầu vồng bên này nữa này. Cái này nó rộng lắm mọi người ạ. Đây, đây chính là mọi người nhìn ngón tay của Hòa nhé. Đó, đây chính là cái phần chân cầu vồng bên này này. Thì bây giờ mình sẽ quay sang bên này để cho mọi người thấy rằng là cái chân cầu vồng bên kia tiếp này. Đó, đẹp đúng không ạ? Thì hiện tại bây giờ mọi người cũng đang nhìn thấy ấy, Hòa đã cố gắng chỉnh cái máy quay để làm sao mà mình đứng ở giữa cái phần cầu vồng. Thôi, hôm nay cái video này ấy, thì cũng Hòa cũng chỉ muốn chia sẻ cho mọi người biết được rằng là cái cầu vồng ở quê Hòa nó rất là đẹp. Đây, Hòa sẽ quay thêm lại một lần nữa cho mọi người cùng xem này. Đây, cái chân cầu vồng, mọi người nhìn kỹ nhá, ở đúng cái ngón tay của Hòa này. Đây là chân bên này này. Còn bên này là chân tiếp theo này. Đó, đẹp đúng không mọi người? Có lẽ là Hòa cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye.